Xin chào mọi người, lại là mình Miu Mập đây. Hé lô ông trùm đỡ đòn luôn nhé. Mình đố các bạn biết con vật gì đang ngồi trên đầu của anh ấy đó. Thật ra đây chính là một con thú ăn kiến. Chuyện là lúc nãy, ổng vừa mới đi vào tham quan một khu bảo dưỡng động vật hoang dã, thì tự nhiên con này rớt lên người anh ấy luôn. Kể ra bé này nhìn cũng cute nên giữ lại giỡn với nó một chút ấy mặt. Tên là thú ăn kiến nhưng không biết nó có ăn thực vật không nhỉ? Anh ấy cũng thắc mắc như vậy nên mới hái một cái lá ven đường, rồi đút cho bé nó ăn thử xem sao. À, loài động vật này không thích ăn thực vật nhé mọi người. Đã người ta không muốn ăn rồi mà sao anh cứ ép nó quài hà? Bông hoa đẹp cỡ nào thì cũng vậy thôi, nó không ăn thì anh ấy gặm luôn. Các bạn hãy quan sát cái mỏ của nó nè, dễ thương thật sự. Thật trùng hợp anh ấy đã tìm thấy một tổ mối khổng lồ trên thân cây. Ôi, món buffet khoái khẩu của nó là đây chứ đâu nữa. Cái lưỡi dài thòn lòn giúp nó liếm những con mối đang bò trên cây, móng vuốt dài thì phục vụ cho mục đích leo trèo. Có lẽ mấy hôm nay bé nó đã ăn nhiều mối quá rồi nên hơi ngán, nên sẽ chuyển qua cho con vật này ăn kiến. Trên lưỡi thú ăn kiến có một chất nhầy đặc biệt, làm cho con mồi khi bị chạm chúng sẽ bị dính vào lưỡi. Sau đó nó chỉ cần rút lưỡi lại rồi thưởng thức bữa ăn của mình thôi. Ôi, nếu nhìn kỹ thì bộ móng vuốt này hơi sắt và nhọn à nha. Anh trùm đỡ đòn tuy lưỡi không dài được như thú ăn kiến, nhưng lưỡi của ổng có thể chạm tới cái mũi luôn mới ghê chứ. Nhìn đơn giản vậy thôi chứ không phải là dễ làm đâu nha quý vị. Phần lông trên người của thú ăn kiến rất dày đặc, điều này còn đóng vai trò như là một màng bảo vệ, giúp chúng tránh khỏi những cú cắn từ kiến hay mối. Và điều đặc biệt là loài thú có rú này rất hiền lành và thân thiện. Mọi người cũng biết độ điên rồ của anh trai này cỡ nào rồi đó. Thế nên bây giờ anh ấy đang dùng lưỡi của mình để liếm mấy con kiến lửa trên cây. Tại thấy con thú ăn kiến ăn trông ngon lành quá, nên ổng cũng thử ăn kiến luôn xem có ngon thật không ấy mà. Sao rồi, mùi vị của nó như thế nào vậy anh trai? Ái chà, ngoài hơi giòn giòn ra thì vị nó khó ăn vãi các bạn ạ. Tiếp theo mọi người hãy xem ba anh trai này đi, họ đang cố kéo một con vật gì đó từ trong ống cống ra ngoài, và có vẻ như nó rất to lớn thì phải, thì ra đó là một con cá sấu khá hung hăng. Con cá sấu này từ đâu xuất hiện, và không biết họ bắt nó để làm gì nhỉ? Thì ra anh trùm đỡ đòn đã bay đến Costa Rica để tìm gặp hai nhà động vật chuyên săn bắt cá sấu ở đây. Nói chung họ chỉ bắt cá sấu thôi, còn con cá nào đẹp thì sẽ được thả đi nhé. Mục đích hôm nay của anh ấy là phải tìm được một con cá sấu ở khu vực khô cằn này. Thật ra chỗ này trước kia là một đầm lầy nhiều nước, nhưng do bây giờ tới mùa hạ nên nước đã rút dần đi hết. Rất nhiều cá sấu đã từng ở đây, một vài con cá sấu đã bỏ đi tìm nguồn nước khác, còn một số con đang nằm ở dưới lớp đất này. Ở Bắc Cực gấu ngủ đông thì cá sấu ở nơi này cũng ngủ, nhưng mà là ngủ hè, chờ khi nào mưa lớn nước dâng cao trở lại thì chúng sẽ trồi lên mặt đất. Nghe hơi khó tin nhưng là thật ấy mọi người, họ đang đứng trên lưng của rất nhiều con cá sấu, cũng không ít cá sấu do bị thiếu nước mà chết đi. Tiếp tục đi tiếp thì họ phát hiện ra một vũng nước nhỏ, khi nhìn vào trong thì quả thật có hai con cá sấu trong ống cống, có lẽ chúng đã sống ở đây từ khi nước rút đi. Bây giờ họ sẽ tiến hành bắt từng con ra ngoài để phục vụ nghiên cứu. Đây là dụng cụ chính mà họ dùng để bắt cá sấu, đây là nghi thức không thể thiếu trước khi bắt cá sấu của hai ổng, và con cá sấu nhỏ nhất sẽ là mục tiêu đầu tiên. Một người ném bùn vào trong ống cống nhằm khiến cho nó sợ rồi bò ra đầu ống bên kia, còn một người bên này đã đặt sẵn sợi dây thòng lộng. Đúng như kịch bản, con cá sấu đã đưa đầu vào cái bẫy. Sau khi trùm một tấm vải vào mắt con cá sấu, thì một người liền nhào tới đè lên lưng nó. Con cá sấu này dài gần 1m3, họ bắt đầu kiểm tra tình trạng sức khỏe của nó, sau đó mới thả cho bé nó trở về nơi cư trú. Con cá sấu còn lại do to hơn và nằm khá sâu bên trong nên rất khó tiếp cận, vì thế anh trai này đành phải tự mình chui vào trong đối mặt với nó luôn. Khá nguy hiểm, không biết anh ấy có thành công bắt được nó không nữa. Ôi trời, anh ấy làm được rồi. Bây giờ ba người đang cố hết sức để lôi con cá sấu ra ngoài, con cá sấu cuối cùng cũng được lộ diện. Hai người nhân cơ hội nhảy lên đè nó xuống, vì con này lớn nên khá mạnh, nếu bị nó quẫy đuôi chúng thôi cũng để lại vết thương nghiêm trọng rồi. Quấn băng keo vào cái mỏ nó luôn cho chắc. Con cá sấu cái này dài gần 3m, máu của nó được lấy về để nghiên cứu dữ liệu. Đúng là một con cá sấu đồ sộ mà. Làm xong công việc rồi nên giờ họ sẽ thả nó đi về. Vậy là chuyến đi hôm nay của anh ấy coi như đã quá thành công rồi. Tiếp đến, bạn nào đang ăn cơm nhớ cân nhắc khi xem video này nhé. Trước mắt chúng ta là một đống phân của linh dương, không một chút do dự nào anh trai trùm đỡ đòn liền cầm lên luôn. Các bạn có đang nghĩ là anh ấy sẽ nếm thử nó không? Nếu có thì hãy bỏ ngay suy nghĩ đó đi nhé. Idol của chúng ta chỉ cho động vật cắn thôi, chứ làm sao mà dám ăn mấy cái này được chứ. Thật ra hôm nay anh ấy muốn tìm một nhân viên vệ sinh ở nơi hoang dã này, đó là những con bọ phân chuyên ăn xít. Nếu thấy giơ tay quá thì chùi lên người camera man luôn cho nó tiện. Nói chứ nhìn ổng chơi với mấy đống phân mà tôi nổi da gà thật sự. Ủa, làm gì chạy nhanh thế anh trai? Đây rồi, những con bọ phân đang ở đây mọi người ạ. Có cả một đống phân tròn vo nữa chứ. Và không ai khác, cục phân này là do mấy con bọ làm luôn. Trước mắt chúng ta là cận cảnh chân dung của một con bọ phân. Cơ thể của sinh vật này phải nói là rất cứng, đặc biệt là nó có những chiếc chân rất khỏe nữa. Ổng định cho nó cắn thử nhưng nó không cắn được. Dĩ nhiên món ăn yêu thích của nó sẽ là phân rồi. Những cục phân vô cùng thơm ngon bổ dưỡng đối với chúng. Bọ phân thường vo cục phân lại thành một viên tròn như thế này, sau đó mới dùng chân lăn về hang. Đây là cách độc lạ mà chúng di chuyển phân đi. Điều đặc biệt là mặc dù di chuyển lùi về sau, nhưng chúng vẫn luôn tìm về đúng vị trí hang của nó. Ái chà, ông thần này lại còn ngửi xem con bọ có thơm không nữa chứ. Anh ấy nói là nó có mùi thơm
thơm thật nha. Tội đang làm việc mà cũng bị làm phiền nữa. Video của chúng mình đến đây cũng hết. Nếu thấy hay thì nhớ tiếp tục ủng hộ cho kênh phát triển hơn nhé cả nhà. Mew Mập hẹn gặp lại các bạn nha.